về Thái Văn Đường, và Thái Văn Đường và coi như là sao, về nói về vấn đề của là Hàn Ni, Hàn Ni và Đức Hiển. Thì các bạn cũng biết rồi, theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng á, thì khi mà nói về Hàn Ni thì như thế nào đây, để tôi đọc cho các bạn nha. Đã mất tiêu rồi. Coi như phải đọc ra đấy, bây giờ soạn sẵn rồi. Theo kết luận điều tra đó, thì bị can Đặng Thị Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Còn anh Trần Văn Sĩ đó đã sử dụng tài khoản YouTube tên là luật sư Trần Văn Sĩ đã để phát nhiều buổi ghi hình như là Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng. Công ty cổ phần Đại Nam hoạt động phòng chống rửa tiền. Chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ công ty cổ phần Đại Nam như Nguyễn Phương Hằng. Dũng Lò Vôi đã thất bại toàn tập qua live stream sáng. À, đó là những cái mà chứng cứ để buộc tội anh Trần Văn Sĩ, luật sư. Vậy thì ở đây các bạn thấy là chúng ta thấy là Thái Văn Đường, có rất nhiều các bạn hỏi rằng á, Thái Văn Đường có liên quan tới là Hàn Ni không? Tôi nói rằng có nha. Thậm chí là có thể là cung cấp thông tin về đời sống riêng tư của người này người kia nha. Tôi nói có thể thôi các bạn, có thể là cung cấp nha. Tại vì các bạn biết rồi, Thái Văn Đường ở bên Thái Lan. Vậy thì những thông tin bí mật đời sống riêng tư của các quan chức ở Việt Nam ha, mà Thái Văn Đường biết tuốt, vậy thì có liên lạc không các bạn? Dĩ nhiên là có liên lạc, có liên lạc và có đưa tin từ ở Việt Nam đưa qua Thái Lan nha, qua tin nhắn Messenger rồi là Viber để cho Thái Văn Đường biết được thông tin về những người đó. Nhưng thật sự những thông tin đó có kiểm chứng chưa, có thật sự đúng hay không? Tôi thấy là hầu như là 50-50 nha bạn, chưa kiểm chứng, cũng giống như tôi thôi nha các bạn. Đó là như vậy. Vậy thì Thái Văn Đường lúc trước có nói đó các bạn nha, là nick vô thường, tự nhận là nick vô thường. Nhưng tôi nói với các bạn là nick vô thường không phải là của Thái Văn Đường, Thái Văn Đường tự nhận mà thôi. Thái Văn Đường có thể là sử dụng cái sao, cái mật mã, cái password đó các bạn, cái mật mã để vào trong cái Facebook của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, hình như là Huỳnh Ngọc Thiên Vương thì phải. À, xin lỗi các bạn, vào nick á, là vô thường để mà lên livestream nha các bạn. Thì đó các bạn biết rồi, vậy thì người ta có sự liên kết với nhau đúng không? Thái Văn Đường không phải, tôi nói cho bạn là Thái Văn Đường không phải nick vô thường đâu, mà nick vô thường đó là có người, vì nick vô thường này rất là thâm cung bí sử, mà người là người trong cuộc luôn đó. Nick vô thường đó là người trong cuộc, người có nói chung là người rất là thân thiết và người làm trong công ty cổ phần Đại Nam, nên những thâm cung bí sử của công ty cổ phần Đại Nam về riêng tư của bà Nguyễn Phương là nick vô thường biết hết. Nick vô thường là một cái nick á, rất là quan trọng, đã cung cấp thông tin cho cái nick coi như group Huỳnh Ngọc Thiên Hương, sau đó là Huỳnh Ngọc Thiên Vương nói rất là nhiều. Bởi vậy á, mình nói rằng Thái Văn Đường là nick vô thường là không phải, mà chỉ là biết được cái mật mã. Vậy thì ai đã giao cái mật mã đó để cho Thái Văn Đường đi vào trong cái vô thường đó và để livestream rằng khẳng định rằng tôi là nick vô thường, nhưng thật sự không phải. Không phải nha các bạn nha. Đó là chỉ sao biết được cái mật mã. Ví dụ như các bạn thấy là tôi cho mật mã ai đó, một Facebook đó, các bạn có thể vào trong là Facebook của tôi và livestream lên, đúng không bạn? Cũng giống như các bạn thấy là Huỳnh Ngọc Thiên Hương đời đầu đó các bạn, đầu tiên đó các bạn, Huỳnh Ngọc Thiên Hương là hai lúa đó. Nếu như các bạn nào theo dõi cái bộ bộ phim là drama này, các bạn thấy là tại sao mà Phạm Ngà, tại sao Phạm Ngà lại lên livestream trên cái nick Huỳnh Ngọc Thiên Hương các bạn? Đúng không? Tại sao có? Đó lúc đó các bạn nói là ô, Huỳnh Ngọc Thiên Hương là Phạm Ngà, đúng không? Đó các bạn thấy không? Nhưng mà lúc không phải, người ta người sao bạn người ta gài vào. Đó là như vậy. Vậy bây giờ tôi không nói nhiều. Bây giờ để cho Thái Văn Đường nói, tự khai ra vấn đề của là Hàn Ni và anh là Trần Văn Sĩ như nào. Nhưng trước khi đó để tôi cho các bạn coi Thái Văn Đường nói, thì tôi cũng phải cho các bạn coi như thế này nha bạn. Vì ở đây đó các bạn nên nhớ rằng báo Sài Gòn Giải Phóng đó hồi xưa đó các bạn, năm 20 là bao nhiêu đây, 2012, báo Sài Gòn Giải Phóng đó đã kỷ luật cảnh cáo phóng viên Hàn Ni nha các bạn. Đây là cái gì đây, báo gì đây, báo Bảo Vệ Pháp Luật nha các bạn. Đây báo Bảo Vệ Pháp Luật này có cái tựa đề như thế này: báo Sài Gòn Giải Phóng kỷ luật cảnh cáo phóng viên Hàn Ni. Ngày 29 tháng 11 năm 2012, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Tấn Phong đã ký quyết định số 850
về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với phóng viên Đặng Thị Hàn Ni, bút danh Hàn Ni, trực thuộc Ban Kinh tế báo Sài Gòn Giải Phóng vì đã có hành vi ẩu đả và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác tại nơi làm việc. Vi phạm nghiêm trọng nội quy, kỷ luật, đạo đức, tác phong làm ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương, kỷ luật và uy tín của cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng. Ha, các bạn thấy chưa? Đâu phải là đơn giản đó các bạn. Hàn Ni cũng còn là một thời, đúng không ạ? Điều chuyển phóng viên Hàn Ni xuống làm nhân viên khai thác phát hành. Các bạn nhớ, từ một phóng viên mà điều chuyển xuống làm nhân viên khai thác phát hành báo. Đó, vì hình thức kỷ luật này được phổ biến đến cán bộ công nhân viên chức toàn cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng để rút kinh nghiệm chung. Ngoài hình thức kỷ luật nghiêm khắc này, ban biên tập báo cũng cũng ban hành quyết định điều chuyển phóng viên Hàn Ni về làm nhân viên khai thác phát hành báo. Các bạn thấy là ai cũng có quá khứ hết. Mình luôn luôn nói với các bạn rằng ai cũng có quá khứ hết trơn, không ai 10 phân viện 10. Nhưng nếu như quá khứ của chúng ta lẫy lừng quá ha, chúng ta buông dao là Phật, hướng thiện thì nó là không sao. Bà Hằng á, thì bà quá khứ như thế nào? Có rất nhiều báo chí đưa tin và trên mạng đồn thổi rất là nhiều. Tôi cho là có đi. Nhưng khi bắt đầu người ta hướng thiện lại rồi thì cái đó là một cái tốt cho xã hội, tốt cho con người, ai cũng vậy thôi, đúng không ạ? Đó, báo chí rồi mạng xã hội đưa rất là tin về rất nhiều là vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng khi cái đó là quá khứ, các bạn thấy là anh trai của Thượng tọa Thích Nhật Từ lúc trước đó cũng là đệ tử của ông Năm Cam đó các bạn, đúng không? Cũng buông dao là Phật vậy, cũng đi tu vậy, đúng không? Người ta cũng hướng thiện vậy, thì đó, cái đó là tốt. Rất là cần mong muốn những người khi mà quá khứ đó người ta có những vấn đề là sai trái, vi phạm pháp luật, nhưng sau khi mà coi như là dưới sự chế tài của pháp luật và chịu hình phạt đó thì người ta trở về và chúng ta phải welcome nha. Chúng ta phải vui mừng và tiếp đón những người đó để hướng thiện. Thì những người đó là hướng thiện là tốt, nhưng nếu như các bạn không hướng thiện, các bạn vẫn là theo con đường đó thì nó là khác. Và Hàn Ni á thì hình như là ngựa quen đường cũ, vẫn tiếp tục giống như kiểu mà cái bản tính á là sao bạn, ngông cuồng ha, ngông cuồng và tự cao tự đại. Các bạn thấy là khi mà thấy bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, đúng không, nhảy cả tưng mở rụ sâm banh, tôi thấy là rất là phản cảm với vấn đề đó, đúng không các bạn? Thì khi mà người ta bị bắt rồi mà mình vui mừng đến nỗi mà nhảy cả tưng nên các bạn thấy không, tôi thấy là không có vui tí nào hết trơn đó. Nhưng mà Hàn Ni lại có tật như vậy rồi. Đó là vấn đề của Hàn Ni nha. Rồi bây giờ tôi cho các bạn coi về coi như là Thái Văn Đường nói gì nha. Rồi bây giờ mời các bạn nghe. Đâu. Rồi mời anh Thái Văn Đường nói đi nào. Bà Hàn Ni không còn là phóng viên không còn làm nhà báo ở báo Sài Gòn Giải Phóng nữa. Vì theo cái quy định công chức nhà nước có được làm luật sư không? Bởi vì hiện nay bà Hàn Ni là luật sư rồi. Ừ. Đã có chứng chỉ hành nghề luật sư, có công ty luật, có văn phòng đại diện mở ở các tỉnh. Đấy, không phải là đơn giản. Và theo khoản 8 điều 1 luật luật sư sửa đổi năm 2012 về cấp chứng chỉ hành nghề luật sư quy định những trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, trong đó gồm một người đang là cán bộ công chức viên chức sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân. Đó. Thì bà Hàn Ni trước đây là cán bộ công chức của báo Sài Gòn Giải Phóng, cho nên để muốn hành nghề luật sư thì bà Hàn Ni đã chọn cái nghề luật sư của mình, thì buộc bà Hàn Ni phải nghỉ ở báo Sài Gòn Giải Phóng. Và công chức muốn làm hành nghề này, muốn mở doanh nghiệp này thì phải sau 2 năm nghỉ việc. Đó. Cho nên là cách đây mấy ngày thôi, bà Hàn Ni có mở văn phòng đại diện, văn phòng luật sư ở... Các bạn lúc nhớ là chỉ mở sau khi Hàn Ni đó mở cái văn phòng luật sư ở Long An đó các bạn, là Rich Law. Trong đó lúc đó là có rất nhiều á, là YouTuber tới là vui mừng, trong đó có Nam Râu, có Mr. Spa, đúng các bạn. Nhưng chỉ là hình như được 1-2 ngày là sau đó là bị bắt liền.
nha các bạn, một bị bắt liền đó các bạn thấy chưa. Cũng như là anh sĩ thôi, anh sĩ cũng là kỷ niệm là hình như là 40 năm, hình như là 40 năm làm nghề luật hay 20 năm gì đó nha các bạn, mà có mời mình luôn nha các bạn nha. Bữa nào mình cho các bạn coi một cái bức thư mà anh sĩ là mời mình, anh nói là giữ bí mật, nhưng mà thôi bây giờ tại vì anh bị bắt rồi, bữa nào mình cho các bạn coi cái bức thư, có những bức thiệp á gửi cho Tony Phạm là tới là chúc mừng, là giống như kiểu mà kỷ niệm là hình như là 20 hay 40 năm gì đó nha bạn, về cái về nghề luật của anh ta đó. Bữa nào mình cho các bạn coi nha bạn nha, rồi tiếp tục đi Thái Văn Đường. Khai trương để văn phòng đó, thì quý vị các bạn cũng thấy bà ấy cập nhật liên tục trên trang cá nhân của mình, chứ không không phải là có nguồn tin nguồn viết gì cả. À, chúng ta thấy rất là rõ cái điều đó, cho nên lý do tại sao mà Thái lại nói là nhà báo Hàn Ni không còn làm ở báo Sài Gòn Giải Phóng, nó là như vậy bởi vì căn cứ theo khoản 8 điều 1 luật luật sư sửa đổi năm 2012. Quý vị các bạn, những ai mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nên hiểu cái điều đó. Thì xin thưa quý vị các bạn, Thái không có bênh ai cả. Thái là một cái người đưa tin, đưa một cách để công tâm nhất, chứ không phải là bênh. Thái đưa tin nhưng mà thông tin đó nó có đúng hay không, nó có chuẩn hay không, cũng giống như mình các bạn, mình cũng là một người đưa tin thôi, nhưng mà thông tin đó kiểm chứng hay chưa mới là quan trọng. Còn bây giờ cho các bạn nghe nghe về Hàn Ni, nhưng mà hôm nay đó tôi thấy là Thái Văn Đường nhận xét về Hàn Ni là đúng nha các bạn, còn nhận xét vấn đề khác á thì là tôi nói các bạn là đưa tin á thì cũng có tin đúng có tin sai nha, nhưng mà hôm nay nhận xét về Hàn Ni là tôi thấy là đúng đó, tại vì tôi cũng tham khảo rất là nhiều rồi nên tôi thấy là Thái Văn Đường nhận xét về Hàn Ni rất là đúng nha các bạn nha. Cũng đấu khẩu, nhưng Thái mới chỉ ra cho quý vị các bạn lý do mà tại sao coi như là ông Đức Hiển không bị bắt. Nhiều người thắc mắc là Đức Hiển sao không bị bắt mà Hàn Ni lại bị bắt, bởi vì hai người. Bây giờ tôi chưa cần nói là anh Thái đã nói rằng lý do vì sao mà Đức Hiển không bị bắt mà có nhìn Hàn Ni bị bắt. Tôi nói cho các bạn thế này nè, bắt một nhà báo các bạn nha, mà tổng biên phó tổng biên tập đó nha, không phải đơn giản. Nhưng mà nếu như bắt luật sư rất là dễ, nếu như các bạn so sánh luật sư với nhà báo thì nhà báo á, để bắt một nhà báo đó các bạn nha, nó khó lắm, nó khó lắm hơn là luật sư. Luật sư bắt rất dễ, luật sư á về nói về nhân quyền nha thì bắt là rất là dễ. Ở Việt Nam có rất nhiều luật sư đã vướng vào vòng lao lý rồi, nhưng mà để nói tới nhà báo đó các bạn thấy là đếm trên đầu ngón tay, ít lắm. Nhưng với luật sư đó thì bắt hơi nhiều, nhiều hơn là vấn đề nhà báo nha bạn. Nhà báo tôi thấy là hình như là ít lắm, nếu như người nào làm nhà báo đó, ít lắm. Nhưng nếu như mà luật sư đó bắt nhiều hơn nha các bạn, đó tôi nói cho các bạn như vậy, chưa cần anh Thái Văn Đường nói, tôi nhìn là tôi cũng biết rồi, luật sư bắt rất là dễ, chỉ cần á mà nói không chuẩn đúng không, có cái phần là nói về nhân quyền đồ nó kia ha, là bảo đảm với các bạn luôn là sẽ có cái sao bạn giấu ở đó rồi, rồi từ từ đó, rồi từ từ nó chắc cũng nhừ. Còn nhà báo nó khó lắm nha bạn nha, nhà báo ít lắm nhưng mà luật sư là rất nhiều hơn. Vụ kiện nó khác nhau, cái mức độ nghiêm trọng nó khác nhau hoàn toàn. Còn thừa nhận nhà báo Hàn Ni là một người đàn bà thật sự là có bản lĩnh, thực sự có bản lĩnh. Nói thật quý vị, có một cái câu chuyện, cái câu chuyện năm 2018 ở Hàn Ni bị giật cái phone ở ngoài phố rồi xong lộ hết những. Cái này là có nha. Mà các bạn thấy lúc đó Hàn Ni đó, lúc bà Hằng bà đưa lên những cái mà cái chuyện mà hình chụp nọ kia đó các bạn, đúng không các bạn? Các bạn nhớ tôi không? Đúng không? Lúc đó Hàn Ni rằng kêu là không phải, đúng không? Ôm rồi cái gì gì đó đó. Đây là có bị giật phone nè, bị giật phone là bị mất phone đó, nên cái thông tin đó mới truyền trên mạng xã hội đó là có đó. Nhưng mà Hàn Ni đã nhận phủ nhận nha các bạn nha. Đó. Cái hình ảnh, những cái tin nhắn ở sau bị cướp cả Facebook nữa, lộ hình ảnh, tin nhắn
chat người nọ chat người kia, những cái Ừ. hình ảnh nhạy cảm trong cái tiệc rượu này khác thì xin thưa quý vị. Đó, các bạn thấy chưa? Mất phone là rất là nguy hiểm nha. Tại vì khi các bạn chat chít với người này đó các bạn, thì cũng nhiều khi say nắng say mưa. Nên á, là nhiều khi á, là người ta bị mất phone, đúng không? Rồi là người ta hack vào Facebook của các bạn, đúng không? Rồi những cái tin nhắn, hình ảnh nhạy cảm đó các bạn. Đó, nhất là khi các bạn là phone của các bạn mà mất đi đó nha bạn. Đó, nó rất là nguy hiểm. Đó, bởi tại sao? Khi các bạn xài phone á, là phải có mật mã nha. Mật mã phải cài cho đàng hoàng. Còn nếu như mất phone đó, không có mật mã đó. Tại vì phone là mà các bạn ví dụ như là các bạn hứng quá đi, các bạn là có những cái chuyện mà cao trào lên, các bạn chụp hình các bạn để lưu niệm đó, nhưng mà bỗng dưng là bị mất, thế sao bạn? Những hình ảnh mà riêng tư nhạy cảm đó sẽ bị sao tung lên trên mạng xã hội, thì đó là hàn ni là có ha. Và vậy khi bà Hằng bà nói về vấn đề hàn ni đó là có đó, nhưng mà tại sao không chối? Tại vì cái quyền riêng tư mà đâu ai biết được, nhưng mà có nha bạn, mất phone vì lý do mất phone đó các bạn ạ. À. Vụ giật phone đó là nó đều có kịch bản của một nhà À, báo ồ thuê à. cái nhóm côn đồ đi giật cái phone theo dõi hàng nghi và giật. Vậy là ai giật phone hả các bạn? Vậy là nhà báo đi giật phone của Hàn Ni. Vậy thì ai là người giật phone của Hàn Ni? À, mà tôi nói các bạn nè, Hàn Ni dính vào cái vụ là sao bạn? Quán xin chào. Nha các bạn nên nhớ là như vậy. Không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu nha. Quán xin chào đó, nhớ đi, quán xin chào đó nha, đụng chạm rất là nhiều người đó, tôi nói rồi đúng không, kinh lắm. Thì cái chuyện xì ca cam đó không nhắc tới đó, bởi vì nó công khai ai cũng biết. Nhưng xin thưa quý chị, Hàn Ni là một người cực kỳ bản lĩnh, Thái dám khẳng định quý một nhà báo rất là bản lĩnh. Có một cái câu chuyện nó cũng khá tế nhị, mà Hàn Ni trước đây đã từng bị kỷ luật ở báo Sài Gòn Giải Phóng hồi giai đoạn năm 2008 2009. 12 Thì 2012 mình mới đọc báo các bạn, đó là 2012 là ông Nguyễn Tấn Phong đó nha, là kỷ luật là nhà báo Hàn Ni vì có cuộc ẩu đả với nhân viên, sỉ nhục hạ nhục người ta, đó là 2012 Thái ơi. hai người đều có chung một cái team ký hợp đồng truyền thông quảng cáo, bởi vì nhà báo là nhà báo cực lắm quý vị các bạn. Đừng ai nghĩ là làm nhà báo là oai, ai cũng nghĩ là làm nhà báo là oai, là quyền lực, cái quyền lực thứ tư trên thế này thế khác đấy, từng nghĩ là báo chí là quyền lực và từng có nghĩ là nhà báo là giàu. Xin thưa quý vị các bạn, Nhà báo giàu á là sao bạn? Là phải đi á, là tống tiền doanh nghiệp thì mới giàu được. Còn nhà báo chân chính á, Thái nói đúng chỗ này nè. Nhà báo chân chính đó các bạn, không có tiền. Mà nhà báo muốn giàu đó là phải đi viết về doanh nghiệp đó, đúng không? Bây giờ tôi nói cho các bạn nè, 10 người doanh nghiệp đó là hết 11 doanh nghiệp rồi, ai cũng có phốt hết. Nha, nhà báo cũng giống như YouTube thôi. Ha, cũng moi móc chòi chọc. Đúng không? Cũng phải đi tìm soi mói này. Nó cũng ngang ngửa với YouTube mà thôi, thật sự như vậy. Tại vì á, nhà báo á, thì người ta có đi học, người ta có cấp bằng. Với YouTube á, thì sao tự phát lên. Nhưng YouTube á, tôi nói thật các bạn nè, cũng ngang ngửa, cũng giống như nhà báo. Thậm chí á, YouTube còn biết nhiều hơn nhà báo nữa kìa. Nha bạn, biết nhiều hơn kìa. Bởi vậy khi mà YouTube á, với nhà báo đó, ha, người ta biết được cái tiểu sử. Ví dụ tôi nói đơn giản thôi, Phạm Ngà biết rất rõ về chị Lê Thị Dầu. Đúng không? Và cái vụ của Phạm Ngà đó đưa cái giấy của chị Lê Thị Dầu ra đó các bạn, cũng là do một nhà báo nha bạn, cũng do một nhà báo ở Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh đó, và chị Dầu đã phải chi ra 200 triệu để ém cái chuyện đó lại, theo như Phạm Ngà nói với tôi như vậy nha các bạn. Không phải đơn giản đâu, phải bỏ tiền ra để chi bận ém những cái chuyện mà nó không tốt về công ty của mình. Bởi vậy nhà báo á, là nếu như giàu đó là sao, là phải á là xăm soi ha, ăn tiền của doanh nghiệp nên rất là giàu. Còn những nhà báo chân chính đó các bạn không, rất là nghèo. Thái nói cái này đúng nè nha bạn, rất là nghèo. Nhà báo chân chính rất nghèo, nhưng nhà báo đó là giàu, đó là do là tiền của ai các bạn, tiền của doanh nghiệp chi ra đúng không? Không nói tao sẽ nói. Bởi vậy tại sao bà Hằng bà ghét nhà báo là chỗ đó, bà rất ghét.
nhà báo hai mặt, tức là ghét nhà báo nha bạn. Đó, nhà báo nghèo thiết sắc. Bây giờ cái nghề hot nhất hiện nay, luật sư, đó là nghề luật sư. Đúng. Mà luật sư Thái đang nói là ở Việt Nam nhé, không phải là nói ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì họ tính theo phần trăm giá trị của vụ án. Thế nhưng còn ở Việt Nam chúng ta giàu ở cái gì mà ngon lành nhất? Ở Việt Nam luật sư giàu là về cái gì ngon lành càng nói gì? Đó là donate, đó là Mạnh Thường Quân cho tiền, đó là tiền quả nước, tiền đó là sao bạn, trả nước, tiền kẹo bánh, tiền sinh nhật nha các bạn. Đó, nghe các bạn, đó luật sư là giàu là nhờ đó đó các bạn nha, tiền trả nước đó, tiền bồi dưỡng đó, chứ còn một vụ án đó chỉ là như vậy thôi, tiền cũng nó như vậy thôi, nhưng tiền bồi dưỡng nó nhiều lắm nha. Mà đúng là cái này mình khen là Thái Mai Đường nói đúng, là luật sư đó là giàu hơn nhà báo. Và cái nghề luật sư bây giờ đó các bạn nha, rất là nhiều người đó, nhiều nhiều lắm, giàu lên là cũng như luật sư nha các bạn nha. Luật sư là cái gì? Đó là chạy án mới thật quy định các bạn. Đúng. Thế thì còn nhà báo tại sao lại nghèo? Những cái nhà báo giàu là toàn đi đánh đấm doanh nghiệp, đánh đấm doanh nghiệp, đúng, đấm tiền doanh nghiệp, đúng, thì mới giàu. Đúng. Chứ còn nếu nhà báo mà chân chính thì xin thưa quý vị bạn, đó nha các bạn nha, thì Thái Văn Đường nó chúng nhau, nói chung cũng cái suy nghĩ cũng giống như mình thôi, cũng giống như các bạn thôi. Nhưng nhiều khi các bạn không dám nói, Thái Văn Đường dám nói và tôi cũng dám nói. Tại vì sao? Tôi là ở một cái nước xứ sở là tự do ngôn luận, tôi thấy cái gì chướng tai gai mắt tôi nói. Nhưng mà nhiều khi á, hạn chế với các bạn ở Việt Nam, hạn chế với ở Việt Nam khi các bạn nói đó, là không là chuẩn, đúng không? Thì dĩ nhiên rồi là các bạn sẽ dính vào điều đó, nhẹ á, thì là vu khống nhục mạ 155, 156, nặng á, thì nâng lên là 331. Còn tôi với ở người nước ngoài các bạn nhỉ, nó dễ lắm, các bạn có thể nói cái gì cũng được, tự do ngôn luận mà, đúng không? Tự do ngôn luận thôi, đó là như vậy. Bởi vậy á, ở Mỹ nó khác ở Việt Nam là như vậy. À, bị Việt Nam á, thật sự đó là bị chế tài rất là nhiều. Cái tự do của người Việt Nam nó hạn chế trong khuôn khổ của là pháp luật của Việt Nam, còn Mỹ thì là khác. Bởi vậy tôi có lợi thế là vì lý do sao? Tôi sống ở bên Mỹ, tôi cứ nói nhăng, nói cuội, nói tới nó lùi, lùi tới, nhưng mà không bị chế tài của pháp luật Việt Nam. Nhưng mà nếu như các bạn ở Việt Nam là coi chừng. Bởi vậy tôi khuyên với các bạn rằng là khi các bạn ở Việt Nam đó, thì hãy nên cẩn trọng với lời nói của mình, đừng có theo Tony Phạm. Tại vì tôi ở nước ngoài là khác, tôi nói sao cũng được, nhưng mà các bạn đừng có theo mình. Nhưng mà tại vì nếu như các bạn nói cứ theo mình đi, cứ nói xào xạo như vậy đi, thế nào các bạn cũng sẽ dính vào điều 331 hoặc là 155, 156, đúng không? Đó, thì hôm nay là cái thông tin này để nói cho cả nhà biết được rằng á, là cái thâm cung bí sử của Hàn Ni cũng như ông Đức Hiển á, vì lý do tại sao mà lại không có là bị kiện cáo và qua được. Vì thật sự nha bạn nha, nếu như một nhà báo đó mà đã là phó tổng biên tập rồi, nếu như để hạ gục người ta đó nha bạn nha, khó lắm, rất là khó nha. Với luật sư đó rất là dễ. Và các bạn thấy là tại sao mà luật sư là Hàn Ni, đúng không? Phải kêu là luật sư nhà Ni, Hàn Ni, tại vì không phải còn nhà báo nữa rồi, thì chọn một con đường là sao? Đi làm luật sư rồi. Đó, thấy các bạn nha, rất là nguy hiểm. Đó, khi mà các bạn thấy chưa? Tự nhiên là nhà báo thì là không sao rồi, tự nhiên nhảy qua luật sư làm chi vậy? Rốt cuộc cái bị hốt luôn. Đó, rồi anh Trần Văn Sĩ cũng vậy thôi, tất cả đều có thâm cung bí sử của người ta hết trơn, cái quá khứ vị lai của ai cũng có. Nhưng mà nếu như các bạn biết dừng và các bạn hướng thiện thì sẽ trở thành một con người khác. Anh Sĩ đó cũng là một người sao bạn bị là tước bằng và đình, sau đó là đình chỉ và cũng đi thưa ngược người ta đó, thưa ngược lại là phó chủ nhiệm đó, là liên đoàn luật sư ở Vĩnh Long đó các bạn nhé. Để tôi coi cho bạn, để tôi đây thì tôi nhắc cho bạn chút xíu như thế này. Đây nha các bạn, đây đây thì anh Sĩ đó là cũng là một người là sao là bị là đây cái khúc cuối, tôi chỉ coi cho các bạn khúc cuối thôi. Đây nè, anh Sĩ á là 135 người là bị á, là bà Hằng cũng như là ông Nguyễn Quang Tuấn á, là tố, đúng không ạ? Thì đây các bạn, cái năm 2008 đó là anh Sĩ á, cũng là bị á, là
ông phó chủ nhiệm, nhà bạn phó chủ nhiệm đoàn đã ký quyết định xử lý kỷ luật luật sư Trần Văn Sĩ, chủ nhiệm đoàn, phó chủ nhiệm mà ký là coi như là bãi nhiệm kỷ luật là ông là chủ nhiệm luôn, các bạn thấy chưa? Sau đó đó là không có được thì bắt đầu ông chủ nhiệm này mới tố ngược lại, nhà mới kiện cáo lại là ông là phó chủ nhiệm. Đấy các bạn, cấp dưới kỷ luật cấp trên. Tôi nói các bạn là ai cũng có thâm cung hết trơn á, ai cũng có cái chuyện mà sai trái. Hồi xưa anh Sĩ cũng có, Hàn Ni cũng có, chứ không phải không ai có, Tony Phạm cũng có, bà Hằng cũng có. Nhưng mà cái thời điểm hiện tại bây giờ cho tới tương lai các bạn biết hướng thiện, các bạn biết tốt cho cộng đồng thì nó là khác. Còn nếu như các bạn vẫn tiếp tục là ngựa quen đường cũ, vẫn tiếp tục với cái phong cách hồi xưa các bạn, giữ quan điểm là như vậy đó, ngông cuồng ngáo mạng đồ kia đó như bạn nè, thì các bạn kết quả nó sẽ không tốt. Đó, bởi vậy tại sao người ta cho các bạn có thời gian. Khi các bạn vậy, ai cũng có sai lầm hết trơn á. Bà Hằng cũng có sai, không phải ai là 10 phân vạn 10. Tony Phạm hoặc là các bạn đều có sai. Nhưng cái hiện tại và hướng tới tương lai, các bạn hướng thiện, các bạn làm tốt cho cộng đồng thì nó là khác. Chứ không ai là 10 phân vạn 10 hết trơn nha các bạn nha. Đó là cái câu chuyện hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn về Thái Văn Đường nói về Hàn Ni. Và sắp tới thì dĩ nhiên rồi, khi Thái Văn Đường sẽ khai ra và Hàn Ni, anh Sĩ sẽ khai ra với cơ quan chức năng như thế nào, chúng ta chờ đợi là cơ quan chức năng đưa thông tin chúng ta biết. Nhưng đây cũng chỉ là những cái luồng ngoài để cho các cô chú anh chị khán giả nhìn nhận được cái sự việc đó. Nhiều khi chúng ta thấy là người đó cứ lên phản biện bà Hằng, các bạn ghét bà Hằng đúng không, các bạn cứ phản biện, thấy là Hàn Ni, anh Sĩ phản biện, các bạn tung hô người ta đúng không. Nhưng mà các bạn cũng đâu biết được là cái quá khứ của người ta thế nào đúng không. Nếu như người ta biết hướng thiện thì nó là khác, biết điểm dừng và nó là khác. Nhưng mà thấy các bạn thấy là sao bạn, tôi thấy rất là phản cảm, là sao bạn vui mừng ra mặt luôn khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt nhảy cả tưng lên, là tôi thấy là không là phản cảm rồi. Và cái điều đặc biệt nữa, các bạn nhiều khi các bạn không để ý, nhiều khi các bạn thương là Hàn Ni quá. Các bạn nhớ là cái lúc mà nhiều người kéo tới nhà Hàn Ni đó nha, và Hàn Ni đó mặc cái váy, mặc cái váy mà đứng ở trên lan can đấy các bạn, cao đó nha bạn. Thì ý của Hàn Ni rằng á là tao đất có sợ tao á, cái lờ của tao đây này đó các bạn, theo còn gác cái chân lên á, gác cái chân lên trên cái lan can đó các bạn. Cái phong cách đó là sao, rất là phản cảm đúng không các bạn. Các bạn cứ nhìn đi, rất là thách thức dư luận, thách thức cộng đồng, thách thức coi nhìn cộng đồng mạng, rất là phản cảm. Các bạn mặc quần ngắn mà khi một quá trời người ở đứng ở dưới, mà Hàn Ni đứng ở trên lan can lại còn gác chân lên đó các bạn. Ý thách thức rằng đây nè, tao không sợ. Đó, thách thức người ta đó các bạn. Tôi thấy là rất là phản cảm trong vấn đề đó. Mình là một người phụ nữ mà mình chê bai người ta được thì mình cũng phải có biết cái bản thân của mình chứ, chỉnh chu lại chút xíu chứ. Bởi vậy tôi thấy là có hai điểm Hàn Ni là như vậy. Tôi thấy là không có được. Thấy không? Đứng trên gác quá trời người ở dưới, mà mình gác chân lên trên cái lan can đó, đưa giống như đưa ra đó. Ôi dồi ôi, đó rất là kinh khủng. Tôi nói thật sự là phản cảm lắm nha các bạn. Đó là vấn đề của Hàn Ni. Các bạn thích thì các bạn ủng hộ thôi, nhưng mà theo tôi thấy là có rất nhiều điều đó là chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Ai cũng có các thứ hết, nhưng mà biết sai sửa sai và hướng thiện, cái quan trọng nhất đó là hướng thiện. Biết bao nhiêu người buông dao là Phật, coi như là toàn trùm giang hồ. Rồi các bạn thấy ông Hải Bánh chưa, đi tù đó rồi sau bây giờ về kinh doanh rất là thân thiện luôn. Có rất nhiều người coi như là anh hùng anh ấy, nhưng mà khi người ta vào tù xong rồi người ta ra, người ta hướng thiện đó các bạn, người ta trở thành người tốt đó, rất là tốt luôn đó nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình chia